Thưa quý vị anh em quân nhân, bởi vì lý do sức khỏe của đại tá Phạm Văn Thuận, cho nên đại ông Thuận đề nghị và cách đây mấy tháng là cái ban chấp hành của cái ủy ban chầu cờ đầu tháng đã đồng thuận trung tá Nguyễn Văn Nam để thay thế đại tá Thuận. Và trước khi chầu cờ, tôi cũng kính xin trung tá lên có đôi lời cùng đồng hương. Xin mời trung tá. Kính thưa quý vị, kính thưa các chị em, tôi là trung tá Nguyễn Văn Nam. Hồi trước được ông đại tá Hoàng đề nghị phụ tá cho ông trong những vấn đề điều hành về lãnh đạo quốc kỳ đang hoạt động ở Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chỉ điểm này. Chúng tôi đã từng làm cái công việc chung với nhau trong một thời gian cũng khá dài, phải nói là đã nhiều năm. Nhưng bây giờ thì lý do sức khỏe đại tá Thuận cũng đã thấy không đủ cái sức khỏe cần thiết để ra đây điều hành cái đại tá quốc kỳ như các năm tháng trước nữa. Do đó thì bây giờ thì ông có đề nghị một vị khác ở bên không quân để mà cho thay thế cho đại tá Thuận. Nhưng mà anh em ở đây thì hầu như là chưa được tham khảo ý kiến, cho nên họ chưa đồng ý, nghĩa là chưa có đồng thuận. Và đến hôm nay tôi với sự đề nghị của anh Trạch là chứng viên ở đây, MC ở đây, nên tạm thời tôi thay thế đại tá Thuận trong cái buổi lễ chào từ hôm nay. Xin quý vị thứ lỗi cho nếu vì lý do
không vừa ý muốn của mình cũng xin thông cảm để chúng ta cùng tiến hành cái lễ chào quốc kỳ hôm nay một cách thuận lợi. Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng là những người đã chống cộng, tích cực chống cộng, nhất quyết là chỉ có chống cộng thôi, chứ không có chấp nhận bất cứ một sự ve vuốt nào hay sự ma mị nào trong cái tổ chức này. Do đó hôm nay đó, đáng lẽ ra thì vị tân đại diện của Đại Thông Thần làm cái lễ chào cờ hôm nay, tôi mạn phép để được thế thi ông đứng ra để mà điều hành cái lễ ông chào quốc kỳ hôm nay. Quý vị có đồng ý không? Tôi xin nhường lại cho em đi. Chúng ta người văn năm cũng xin nói thêm để quý vị là hiểu cho cái tập thể lực lượng quân dân cũng như ủy ban chào cờ chủ nhật đầu tháng. Chúng tôi là một hội đoàn, một cái tập thể phải có cái nội quy. Cái nội quy, nếu quý vị không thi hành nội quy mà thi hành cái cách mà gọi luật rừng á, muốn đề cử ai thì đề cử, cái đó không thể chấp nhận cho một hội đoàn được. Cho nên cái vấn đề tôi mời trung tá lên là vì trung tá đã được đề nghị và tất cả anh em trong ủy ban đã đồng thuận rồi, thì trung tá Nam vẫn phải là chỉ huy thay thế ông đại tá Phạm Văn Tuấn. Xin quý vị hiểu cho cái tổ chức của hội đoàn và của đoàn thể. Cảm ơn quý vị. Xin quý vị nguyên chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Quý vị quân nhân mặc quân phục chú ý. Yeah! Trung chào! Bác! Lễ chào quốc kỳ Việt Nam, quốc ca Việt Nam bắt đầu. Ngày đông xuân ơi, xuân đến khắp nơi sông núi, dòng lòng cùng đi tìm sinh chiến sĩ tham gia, vì tương lai của dân cùng sống hòa với đất. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Chúng chào Bác. Quốc ca Hoa Kỳ. Thank you.
để tiền nhớ đến tiền nhân, đã có dự công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm này tưởng nhớ những anh hùng tứ sĩ quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ đồng minh và đồng bào đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu chống lại Cộng sản để bảo vệ Tổ quốc, cũng như đã chết trong lao tù Cộng sản, đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Chúng chào! Bác! Phút mặc niệm bắt đầu. Toàn quân kỳ trở về vị trí. Trái, quay. Anh Toàn Nguyễn Nam, sắp ra. Riêng Toán Quân Kỳ bên trái quay cả hào diên đây. Tiếp theo, trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện cộng đồng, đại diện các đoàn thể, quý vị dân cử lên thập hương trước bàn thờ. Trân trọng kính mời quý vị. Thiếu tá Nguyễn Trung lên vị trí. Quý vị quân nhân mặc quân phục còn lại. Bên trái, quay. Mời quý vị đại diện nhìn hơn.
của nhà. Chào tay! Chào! Trở về vị trí. Bên trái! Quay! Trước! Bước! Xin mời trong cả Nguyễn Nam và quý vị đại diện trở về vị trí. Quý đồng hương lên thập hương trước bàn thờ. Trân trọng kính mời quý vị. Thì chúng tôi làm việc với quý vị vui làm sao để cánh trái để dùng thức ăn nhẹ chúng tôi. Và quý vị công nhân khi sang hàng khi mời quý vị lên trên sang đài để cùng đồng ca những bạn nhà hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị công nhân chú ý. Quê hương giải phóng. Xin rồi mẹ về đây
đi lên đi lên chiến thắng ta, ta sẽ dựng ngày mai nhà quân lên người vươn lên quân binh dân xây tin yêu đời mới có nhau về anh đưa em về gió linh cam lộ đông hà sẽ quân thù đông hành hoa quân dân vui và câu hát tự do ta ôm nhau bắt đầy nghẹn ngào quỳ hôn đơn thân yêu Quảng Trị ơi chào quê hương giải phóng xin rồi ngày mẹ này em vui hôm nay qua đêm đêm tìm thấy anh mặt trời đi lên trên hoàng tàng ta xây dựng ngày mai nhà quân lên người vươn lên quân nhân dân xây tin yêu đời mới bao nhiêu ngày anh đưa em về gió linh cam lộ đông hà sẽ phong thu đông hân hoan quân dân vui và câu hát tự do Đồng hành quân dân vui và câu hát tự do.